đây hôm nay heo quay ngày cúng Thanh Minh này cả nhà. Hôm nay là bánh bò với heo quay rất là bán rất là chạy luôn. Đó, bên đó là ba rồi. Heo quay còn nóng hồi luôn rồi nha, còn bốc hơi luôn á. 204 Trần Việt Châu cả nhà. 320 chị. Thấy cái nào đó gì em? 220. Cái này 250, còn cái này 200, cái này 250. Cái này là ba rồi sườn. Không, nguyên cây, nguyên cây. Ba rồi sườn là 250, còn đùi thì 200 ngàn. Rồi, 1 ký, nhanh tay, nhanh tay. Rất là đông luôn. Rồi, 250. Nhiêu vậy em? Rồi, ký gửi em ơi. Có nghe này, về tiếp chị, tay đi.
kịp luôn á. Hôm nay là hai món là heo quay bánh bò rất là đông. Cái nào hai món bán chạy nhất. Cái này hả chú? Cái đó 250 hả chú ơi? Dạ 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 dạ. Cái gì nữa ký đi. Dạ dạ. Có xương vậy? Có hỏi.
này mà cũng Thanh Minh á, là bánh bò là không thể thiếu nha. Thì có bánh bò sốt nè, ở đây có bánh bò nướng nè, bánh bò thốt nốt nè, nhiều loại lắm. Đùi hả? Ở dưới Cần Thơ, Sóc Trăng rồi thì họ thích cái bánh bò sốt này nè. Còn trên Sa Đéc rồi thì họ lại thích cái bánh bò rễ tre hơn. Ai biết, đợi chút em đang mắc không có à. Chứ lấy cái này á. Hôm nay nha. Rất là 10 ngàn rồi, rồi nãy họ 10 ngàn nè. Người ta bày biện những cái món đồ cúng ấy, đó, để người ta đi cúng mầu, cúng Thanh Minh nhiều lắm đó, thì để mọi người thấy cái phong tục cúng Thanh Minh ở quê ấy, người ta bày bụng vịt quay, heo quay và bánh bò, đó là những cái món đồ cúng không thể thiếu, ta cúng nhiều lắm. Đây, nguyên cả khu vực bên này cũng luôn này cả nhà. Đây, Thảo quay cái để cho mọi người biết cái tục cúng Thanh Minh ở miền Tây. Miền Tây thì cũng Thanh Minh nhiều. Đó, đây, cúng xong rồi, người ta chúc người ta ra mộ. Đó, mộ là phía bên kia, nói chung là bây giờ là nghĩa trang thì nhiều. Bài biện lễ vật ra để cúng. Người ta bài biện kia, nghĩa trang này là nghĩa trang của người Hoa là chủ yếu. Đó, đây, bên này 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 cả nhà. Nhiều lắm. Đây là nghĩa trang của người Hoa, về người Hoa thì cái phong tục cúng Thanh Minh là nhiều lắm.